Đại đàn bè cho hết người ta. Đại nói ra thương
nắm biết là bao, đừng nơi cảnh xây già xin đi nghỉ. Người thiết giảng những thân này đã chứ những đền tràng trong ô tử hải gian. Thầy tiện, cậu không tựa không nhờ, không ai ngủ tội ta bà. Mình có cửa, có tiền đi, xe xe nó tao cho hết. Ta về đi tiên, mình đặt tập trực tiếp.
liên quan Phật pháp, thì bây giờ người ta nói hôm nay có tồn tại gì không? Tôi đi sắp đến thì thấy hay giàu có tiền có của, nghĩ ăn được, hay là ăn tiếng. Tại ông cốt thì được có ăn. Còn người mùa hóa, sáng nay tôi đến phải là ông tâm. Nhưng tôi mệt tắt rồi. Cái bà tôi tử rồi đó. Còn người tham gia nó có tiền mà còn mừng quá hay là ông tâm là tuyệt tối mình á. Thì nói tôi đang à, em ấy tôi đề la cái sắp nhớ thì mình tâm nó khỏi, có để nợ, để nói cũng được. Nhưng mà không có làm để mình sinh sống, đừng nói sống là tiền của người ta đó. Nói cái người làm của mình là lừa gạt, người này qua người khác thì tôi nợ không, tôi tử. Chính là mình biết vô trời thì tất cả thì tử mà không có tội nữa đâu. Ráng bỏ cái tội lỗi đó một tiếp đó. Rồi mình ráng là tôi bỏ. Để xây dựng cái đàn bánh nước Việt Nam tới đây bánh tắm cho đất nước tôi ha. Cái gì tôi nên tội đất của mình tôi đó tên ta mình giàu hơn nước Mỹ, nước Pháp nữa. Rồi tội đó hồi đó nước tội đó đâu nước Mỹ. Rồi đó giờ tôi tính toán đất nước Việt Nam mình học chữ chứ ha. Rồi sao mình sao đó má đó ha. Không cần đến những bánh đâu rồi đó không. Để mình vui lại tôi má chơi đi với tội cái bánh đường ra. Hay là tội một tàu rất đi. Bây giờ đây tôi có tốn tiền tốn vàng ủi cũng chết rồi nè. Mà ta thấy bệnh rồi thôi mới đi một đi nè. Đi ủi đi đất đi ếch nè, đi Mỹ đi Pháp. Trời ơi, muốn đi Hồng Kông rồi lắm đi. Bây giờ này ở nhà nó nghe tôi hỏi luôn đó. Một tay là người nước Việt Nam mình còn sống sót tồn tại sao tất cả các lên nó đi và tẩy ra nó chụp hình nha. Rồi sau bóng biển Nam Châu mà dạ ngang rất thấy được là trời đông nam đều chưa đã muốn Nam Châu nữa. Nói anh, đầu tiên ông tắm hai làm đã mai đầu tiên tắm bổ núi vàng đầu tiên đất đất trời thành công đầu tiên vợ lại ta trần đầu tiên cậu phải gồng gồng ế mi đầu tiên lãnh nhận phải đi đầu tiên cậu thấy thời kỳ nguy mê nó nói vậy cho bà tự nghe đó đừng có hỏi tại chị trang á giờ cô nói vậy thì bà nói không nhưng mà gói chứ lặng mấy chứ người ta đâu có dính đầu sáng hết cho các bà tự nghe về cái này tại luôn nha tâm thanh tịnh là đầu đầu á chứ không có nói vậy thì đầu đầu cũng mang tại vậy phải không ta nói thanh tịnh là đầu đầu trong cái tiếng mà đó. Lúc nào không động, không tịnh, không tăng, không giảm, không tới, không tỏ gì hết trơn á. Rồi mình làm để có cái thổ cho mong muốn giá để trơn. Bọn hộn có cung cấp đầy tử, đầy viên, một phần tử. Rồi ông dân đấy là nhờ cái chung nó, một cái cũng để người ta nữa. Chứ thì mình tính tiền gì lắm. Lấy được cái đường, để cho đồng hồ, con đưa bắn đi mình, đá cũng để cho tích cực vô cùng. Danh tự giết, thù, chứ nọ, chứ điên não đó nói rồi. Ông làm sao được đây? Thì bà thường cho bố khí nhẹ vàng, lấy ra cái thức dự bàn, nhưng cho ăn cái bàn đó. Đầu tiên chúng ta chưa cái gì? Mình có luyện đạo về đến tham truyền kinh giảng pháp nhật lời ra tánh thống tự lòng mình ha để mà ông cho niệm tập thứ hai cho tất cả các lời thế nhân lời dặn dạy cũng như ra hết á tự về cái lời tội luôn nha tương đến hết á người nào mà đánh mình tuổi mình ra tìm hiểu cái gì hay đánh rồi đừng giữ về rồi ha nếu khắc chạy được ngộ ông lên làm như lưỡng lắm mà phải tự quá tội đúng không à còn chạy rồi la dữ dữ cảnh tấn tự mát đi vô thấy ông đồ mệt quá từ từ mình ngồi từ đi bộ thầy cho khổ như thế kia thì cái lời tội nha ông để nó thành chữ lỏng ta chửi mình nhận nè, ta nói lấy mình nói nhỏ nè, ta dài mình nghe là cái nào cái tâm nghe không? Người nghe mà có bạc vàng chứ, bởi vì tôi người tốt á, người làm ngọc cái lá chứ đâu có bảo như là vàng vàng bạc nữa. Nhưng mà cậu nói đi nói lại, mà tại vì cái đường, cậu có làm sinh nhân hàng ngày gì hôm nay? Nếu mình cho cái không tử làm sao, nhưng mà tử thôi. Đừng có lá tham lam, hay là tự tiền bất tử như thế nào đó, sao cái tồn tại đó, cậu nói mà, cậu có mà được chứ. Được. Cầu hồng, anh đó như sinh. Đến đời lão đồng bắt thê liên thông tâm cao về tới đâu giải hiền lành tiền cao về trong ngày đây đây phải là lên là đường chẳng tắt còn tay lên mất khi mới tạo dòng lên dấu chất đâu có bằng tài vật đức ông rồi chúng tôi có đang tôi bắt phá rừng tôi thiên lệ đại cho ông tự ai người báo địa cẩn giả lá tầm địa chân tâm mà tư cho kẻ bỏ lành nghe cậu rằng khi anh buồn gì nên anh tình cũng những giờ này để được rằng già nghèo chút tư về mình ông chúc mọi người tiểu tỷ đánh đạt làm việc thử dù có ao cũng dừng cậu xin cái nói tất cả các đồng đạo đừng có buồn cậu đúng không? Bây giờ cậu sẽ đặt qua một bài thức tỉnh. Bài tất cả các cậu ta biết rằng mình thức tỉnh làm gì về tôi sẽ nói. Tất cả những học tế đầy phúc cây mà ra hãy chứa bắt ta về lại sao tất cả đoàn chứa hắn chứa bắt ta đài phúc cây nói chết chứa bằng cái lạc về
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu lập, bỗng mơ đầu coi Phật tâm thanh. Con mùa nam á giết cho chúa lòng đồn ra, bỗng mơ đầu con ma thật chán tà đời đâu Phật lập cho đến nhà. Cho báo cháu cho bọn đời, đừng trả câu mau đừng lời lớn tiếng mà đừng chạy cho bọn mơ đời.
dân ta. Từ đây tất đến khăn ra, đã qua ba tấm hậu già đi ra. Để con bắt biết cả nhà, lót đau mà lót cho chứ đánh ba biết sao. Tiếng ba ba bắt đằng đầu, tẩy về về đêm chứ lót ba đừng này. Đừng thôi, chọc bắt ra từ đợt này. Thường ăn mà trở lại chứ tấm này vẫn hương. Chỉ có chỉ vấn để chiều đáng đau mà tiếp có cái rảnh thương chứ thầy được hay rồi mà thầy lại cho nó thương bảo cho mà chết mẹ cho tiền tiền thầy đi thầy dân tâm mất thầy tiền coi dân có thảo mới đại ra thì ta thăm chứ còn thăm người quán tử tâm ta đâu mà có hảo mà ta thăm làm gì giá từ đáo tử bổ đi mùa ngày mà cấu đến cho tôi đi vậy mà chùa đã chuyển cho đây thôi, cho bà tâm cho lại rồi đừng sai. Sáng con đến chùa lấy con tay, cậu đừng đến xưa mà cho hai phần liền. Nói cho tôi bắt bỏ về, nếu nó mà lời cháu đem tiền tiếp chung. Lấy đầu cháu phải ra đi, lỡ qua đầu mà cháu mới nói. Thì từ tay đâu mà lỡ vốn chứa rồi lỡ đem tay. Lỡ tiền mà cháu ra đất, rồi lỡ tay này. Nhiều cái sự may mắn, cái tàu có lần nào mày ra đây là nó rõ nha, nhiều vũ chất may lắm đó.
người ta tới nào biết đạo hiếu được nào là người nào không đứng đấy đổ chạy lắm chứ con trong gia đình nó thành đứng già ha cất chọn khóc cất ba tải nguyệt đăng cho cái thái bộ đi cho mình bỏ đó là người con đất có thể đất không có tàu đồng trong gia đình năm chưa con tê hát cho ai phá bỏ không bỏ không nghề con tới nghề á mà không có con phá con tàu nó chơi nào đó hay mà nói cắt cổ mà thì biểu nhặt vào nhà con trở lại phật nhặt vào nhà cho anh rồi năm chưa nghề từ từ mình phật tâm nó con một tấm thanh trang mát mẻ đồ đề tâm thanh tịnh đó thấy như người thiền chiều có công phu sáng ra chạy ngồi tàn tải nuôi lá tâm tinh giả được hoa hoa là phật có tiền cả nhà rồi đó lấy không cái người ta tốt quá rồi từ đấy mà cách chết rồi ra kiếm nhà ta xuất thân quỷ mị ta về nhà gặp dự hay dự rồi chết hết rồi có cái bàn tay được không là chạy đi đó là mùa hè nắng tát xuống đó để bao đến quá hay không nhà ở tầng nữa còn quá lại ngon còn mấy người nữ ăn tay đâu á mà mình hết việc nhiều không có đâu ăn hoài nó hết rồi đó đó là do con biết thì mình đi cho phật tử đó mà để ngay hàng tây phương phật nhiều á thì ta đây được à, như là chạy đi quả mò con nói quả như lời là tại nó đi cái con cái ta đâu tôi tự tin cái chất hiền trời cái ta cách mạnh quán tinh tấn hiền lành ha để về ngày mai gặp trời ngày mai tôi đứng chắc nào tôi đâu có thấy tôi không có ông gì đâu cái này còn tạm mượn á mà ngày mai tôi cũng mất đạo nhưng mà tôi tạm thôi vì tất thân tôi cũng hiền trời hồn linh trời mượn ta gần phải đi chứ cậu đâu có tiếng phật gì mà cậu thấy á mày tiếng phật này thấy không à bây giờ tôi chạy cái đứng tại thầy á mà là chạy đi về sớm nha tôi liền á để mất các cái tiền à rồi đây tôi đó một tay bảo à cái người nghĩ cái đứa mang tôi cái người chết rồi tôi không được ban à thải ra hết ra hết ra thải ra là chết rồi đó tôi đừng nói là mang bác như tên tội đừng có hưởng ra đây đấy có hiện giờ đâu tên với tôi liền quá để chạy à mau đi để chạy I'm
nhắn cái tiếng ai tiền bà ta nhớ con nhớ vợ nhớ nhà làm sao mà điện bảo cho ta đó.